Bờ môi này ăn cơm với cá có bao giờ thơm má ai đâu, đúng không? Rồi, bây giờ nè, con có mẫu hình lý tưởng gì không? Chỉ mong là bạn trai là chăm chỉ, lo làm ăn. Con không thích là bạn hút thuốc, xa vào tệ nạn xã hội, cờ bạc, hoặc là đá gà rồi đó. Trời ơi, đá gà đấy hả? Dạ. Có đá dịch được không? Dạ, dịch. Hả? Đá dịch được không? Dạ, chắc được. Chắc được. Bây giờ mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, lần đầu tiên em xin chúc hai MC, anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và bạn gái bên kia và quý vị khán giả ngồi đây một buổi tối thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui ạ. Anh tên là gì? Dạ em tên Nguyễn Văn Hải, em sinh năm 89. Hải đến từ đâu? Em đến từ Gia Lai. Hiện tại thì em đang làm việc trong Sài Gòn. Em làm việc gì? Em làm bên điện lạnh. Rồi mời bạn gái giới thiệu về mình nè. Con xin chào chú Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan cùng tất cả quý vị khán giả trong trường quay hôm nay. Em tên là Lê Thị Mỹ Ngân, em 29 tuổi. Em đến từ Mỹ Tho, Tiền Giang. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm công việc gì? Dạ em làm dược sĩ bán hàng tại nhà thuốc ạ. Ở Sài Gòn lại ở với ai nè? Ở Sài Gòn thì em ở với bạn bè. Ưu điểm khuyết điểm của Hải là gì? Em ưu điểm là em vui vẻ, em thích nói chuyện với bạn bè nhiều. Khuyết điểm em là hay nhút nhát. Có tật xấu gì không Hải? Lúc trước em có hút thuốc nhiều, em giờ bỏ lâu. Rồi, đó là sở lịch của nhà trai. Dạ, rồi, chào nhà gái. Nhà gái thì sao? Ưu điểm khuyết điểm như thế nào? Ưu điểm của em là chăm chỉ trong công việc, hòa đồng với mọi người. Em thích biết nấu ăn, biết dọn dẹp nhà cửa. Còn khuyết điểm của con là cũng như là có đôi lúc con hay rụt rè, cũng là hay quên đó. Hay quên. Dạ. Bây giờ là mình nói cho nhà trai biết đi, mình có mấy mối tình à? Con thực sự thì chưa có mối tình nào gọi là chính thức hết. Con tới tìm hiểu một vài mối nhưng mà nó không có đi đến đâu hết. Cái mối tình đầu tiên là con thích cái anh đó trong lớp, xong rồi cuối năm là tự nhiên thấy anh có bạn gái. Trời ơi, dạ. Con không nói trước. Còn cái tình thứ hai là con với bạn đó là cũng là từ bạn thân, xong rồi đi cũng hai người cũng có đi lên một xíu rồi là tình yêu, rồi xong đùng cái là cũng cưới vợ luôn. Trời ơi, sao cái số con hay đụng cái quá vậy con? Dứt quá tam nha. Dạ. Cái này vô làm luôn á. Chàng trai này sáng sủa đẹp để trai. Để coi tình duyên thổ đúng trước rồi. Coi nó như thế nào nè. Tình duyên sao tôi thấy thì cũng đẹp trai. Sao rồi. Tình duyên dạ. Sao nói chị Lan nghe coi. Dạ em có một mối tình rồi. Một mối à hả? Dạ. Rồi có đụng gái không? Dạ không. Chị nắm tay thôi. Nắm tay thôi ha. Rồi dạ. Sao rồi chia tay? Dạ. Hay là tại nắm tay thôi không làm gì hết nên người ta chia tay đó? Dạ không. Do đó cũng lâu rồi, năm em 21 tuổi, từ trẻ. Nó hung được người yêu là cái nào chưa mà? Chưa có hung được cái nào, tại chưa hung nên ta chia tay nè. Dạ. Phải không? Dạ, từ đó tới giờ em chưa có quen ai nữa. Năm rồi? Dạ, cũng 13 năm rồi ạ. 13 năm rồi. Hồi đó quen bạn gái đó là có hung ta chưa? Dạ, chưa nắm tay rồi. Mới nắm tay thôi hả? Trời ơi. Chàng trai còn trong trắng. Đúng, còn cô gái này cũng vậy, đúng không? Dạ, đúng. Bờ môi này ăn cơm với cá có bao giờ thơm má ai đâu, đúng không? Rồi, dạ. Bây giờ nè, con có mẫu hình lý tưởng gì không? Chỉ mong là bạn trai là chăm chỉ, lo làm ăn. Con không thích là bạn hút thuốc, xa vào tệ nạn xã hội, cờ bạc, hoặc là đá gà rồi đó. Trời ơi, đá gà đấy hả? Dạ. Có đá dịch được không? Dạ, dịch. Hả? Đá dịch được không? Dạ, chắc được. Chắc được. Dịch nó đâu có đá đâu. Nhà trai bên chú là hiền lành lắm, còn gì nữa không con? Cao hơn con một chút cũng được, cao khoảng 1m65 trở lên là được. Rồi, được, dạ. sáng lạng luôn. Có cờ bạc, rượu chè, đá gà, đá dịch gì không? Dạ không, em không biết luôn. Rồi nhu cầu của em sao? Mong muốn có bạn gái như thế nào? Em cũng không đòi hỏi cao, em chỉ muốn bạn gái hiền lành, hòa đồng và vui vẻ được. Vậy thôi hả? Dạ. Vui vẻ rồi hả? Dạ. Người ta cung cấp thuốc, lấy thuốc cho bệnh nhân thôi, hiền lành lắm. Thấy không? Mở rào. Cảm ơn. Em hôm qua chúc em lúc nào cũng xinh tươi như hôm qua này. Giờ em cũng em. Cảm nhận lần đầu tiên gặp nhau như thế nào nè? Cảm nhận lần đầu tiên gặp anh thì em cũng thấy anh là hiền lành, dễ thương. Ừ, nhìn mà nghe nói là anh có hút thuốc là anh không biết là anh còn hút thuốc không? Không, anh bỏ lâu rồi. Bỏ lâu. Rồi anh thấy em thế nào ạ? Có đạt cái đủ cái tiêu chuẩn của anh không? Thấy em rất là dễ thương, hiền lành. Nói chung là anh rất thích. Thì em đến với chương trình này hôm nay thì em thật sự là nghiêm túc. Nói chung là em cũng mong muốn tìm được cái người mà yêu thương em thật lòng. Nói chung là ba mẹ cũng hối thúc em như lắm rồi. Thì em lên đây là em muốn tìm kiếm cái tình yêu rất thật của em. Tụi mình là có duyên thì mới gặp nhau tại đây. Thì em cũng mong anh là có thể cho mình được cơ hội để mình tiến xa hơn. Tìm hiểu lâu dài, nếu mà được thì mình tiến tới hôn nhân luôn. Anh cũng vậy. Cha mẹ cũng hối thúc nhiều. Mà anh cũng muốn tìm một người bạn đời hợp với mình hơn. Nói chung anh lên đây cũng là rất là nghiêm túc. Rồi bây giờ hai đứa nói nhau nè. Về nhà thì anh sẽ làm gì trong gia đình? Em sẽ làm gì trong gia đình? Về nhà thì mọi việc em cứ làm vậy. Nếu mà mệt thì em cứ nghỉ để anh lo. Công việc của em thì cũng bận rộn. Nếu mà em quen anh thì em sẽ dành thời gian nhiều hơn cho anh. Em có thể giảm giờ làm xuống để hai đứa mình có thể đi chơi, tìm hiểu nhau nhiều hơn.
Dạ. Dạ, cảm ơn em. Dạ. Hãy hỏi coi chừng nào thì mình kết hôn được. À, nếu mà chúng mình tiến tới được với nhau thì chừng nào em có dự định kết hôn được? À, dự định của em thì nếu mà khoảng 1 năm tới 1.5 năm, nếu tụi mình tìm hiểu thì có thể là tiến tới hôn nhân được. À, anh có nghĩ vậy. Bây giờ hãy nói cho nhà gái biết đi, em đã chuẩn bị gì để lấy vợ rồi? À, anh đã chuẩn bị tinh thần và nó như là một khoản tiết kiệm để xây dựng một cuộc sống gia đình rồi. Có tiết kiệm luôn rồi đó. Khoản tiết kiệm khá khá không? Đủ đám cưới không? Dạ, đủ ạ. Khoảng nhiêu? Dạ, khoảng 600 ạ. Dạ, khoảng 600 ạ. Hello. 600 ngàn, 600 triệu. Dạ, 600 triệu. Dạ, 600 triệu. Ngon ạ. Đám cưới dư luôn. Dạ. Đất đai sao? Dạ, thì em chưa có đất ạ. Đất em ở dưới quê thôi ạ. Rồi. Chị đưa anh. Đây, hai đứa gần chút trò chuyện cho dễ hơn. Đó, bây giờ hãy nói với lại bạn gái đi. Nếu mà lấy nhau về đó thì em có ghen không? Được. Anh đi chơi với bạn thì em có ghen không? À, em thì em đề cao sự cái sự chung thủy trong tình yêu. Nếu mà anh đi đâu thì anh nói với em một tiếng là được rồi. Em cũng không có ghen đâu. Dạ. À, anh cũng vậy, anh cũng không em gì. Dạ. Sau này em có đi với bạn gì nữa thì nói với anh thì anh cũng hiểu. Dạ. Bây giờ hãy nói chuyện với bạn gái, thấy bạn gái sao, nói cho bạn gái biết đi. Em rất dễ thương, xinh đẹp. Nào, có mong muốn gì không nói luôn đi. Là em đẹp anh quên cả lốt ghẻ luôn. À, em đẹp anh quên cả lốt ghẻ luôn. Trời ơi. Dễ thương quá. Mong muốn em hãy cho anh một cơ hội để bấm nút để anh được đưa em dắt tay em trên đoạn đường còn lại. À, dạ. Rồi. Thì ghế ngồi nào. Sau 3 tiếng đếm các bạn sẽ đưa ra quyết định nha. Chuẩn bị nha. 1 2 Chúc mừng. Hai người rất là đẹp đôi, rất là xứng đôi, rất là phù hợp với nhau. Bắt tay dữ ha. Ừ, bắt tay quá. Đối tác mới vừa xong hợp cái hợp đồng ký rồi ha. Đi liền. Vậy là coi như ký hợp đồng chung thân đó. Chị xin giá tiền ra nghe. Được không? Dạ được. Không hấn hở ghê á. Nụ hôn đầu tiên. Dạ vui. Hả? Hôn hôn đầu tiên. Hôn. Ngại lắm. Muốn ngại. Đi. Anh ơi, má em nha. Dạ. Thấy sao? Dạ, thấy vui hả? Dạ. Rồi, vậy là tốt rồi ha. Dạ. Cố gắng là yêu thương nhau. Tìm được thì mình cũng là bạn. Rồi. Chơi vui vẻ. Dạ. À, đúng rồi. Đúng rồi. Hát nhắm tay nha nữa. Sao nhắm lâu vậy? Lâu, để nó luôn. Giờ tạm nhau gì đó. Bài giao lên nhà cũng có gì cảm xúc thôi. Hát lên. Ừ, hát đi. Dạ, kia. Anh cho em ngồi hát được không? Không, ngồi thôi. Ngồi đây cho ảnh tự nhiên. Vậy không rồi. Thôi vậy anh cũng hát tặng em bài hát nha. Bài Người đến từ Triều Châu đi. Xa đi. Đến từ Bến Tre đi không chịu ha. Nghìn trùng xa ai còn vẫn dưng sông hồ. Mà nơi đây bóng dừng bước phiêu du. Ở nơi đây có bếp lửa hồng. Và nơi đây có mối duyên nồng. Nơi đây anh đang chờ em say mộng kể tờ. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lành mịt mờ. Ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương. Sẽ không còn những nỗi buồn. Chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lâu sao, cung đàn én trong vườn xuân. Không biết hát, không biết hát nên làm thơ tặng rồi. À, vậy không hát được. Không, không hát được. Chỉ biết bán cam, rau cam rồi thôi. Ok, thôi rồi đi nè. Bây giờ thì chúng ta đã trò chuyện với nhau, nói với nhau, cùng tìm hiểu được, cũng hỏi nhiều người khác nhiều chuyện rồi ha. Bây giờ chúng ta quyết định hay là cảm nhận đây nữa mà ghét của mình có thể ghét nhau suốt cuộc đời luôn thì mong ngay lúc đó, mong nếu không chúng ta không cùng mong. Chuẩn bị. Hai chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 không có cảm xúc.
cho nên không bấm. Còn như nãy cũng đã nói rồi, sau chương trình này mình có thể tìm hiểu để làm người bạn, có thêm một người bạn hoặc là một người anh. Là một người mối. À, mối. Để mình cam chứ kia lên cũng được. Rồi nói như nãy tôi đưa ra cái chiến lược đó, không cần bấm ở đây, chỉ cần bỏ cam thôi. Bỏ không lấy tiền luôn. Nếu mình thích, mình cứ bỏ xong về. Từ từ bỏ mang nợ rồi cái bữa cá bóng tình. Đúng không? Không ai. Dạ được anh. Đừng nói á. Em nghĩ là chị gái dành hết cái tình cảm cho các con. Cho nên là ngày hôm nay cũng giống như là một cái ngày để chị thử coi là chị còn có thể mở lòng được hay không. Nhưng rõ ràng là đối với chị cái chuyện mà có một người đàn ông bên cạnh ấy, nó không có quan trọng. Nó quan trọng hơn đó là chị dành hết cho các con. Nhưng là đúng rồi, chị giống như mẹ của em vậy đó. Quan hiểu. Nên là rất là nhưng bây mà chị sẽ buồn lắm đó. Này, cô gái đến từ Triều Châu. Bây giờ đó là mở lòng đi. Nói cho con gái nãy là con gái 18 tuổi rồi, mẹ mới làm cái điều này. Rồi đó bây giờ con gái cũng bắt đầu trưởng thành rồi. Hai con gái thì đó là nó sẽ đeo đuổi những ước mơ của nó. Mẹ thì cũng phải có cái hạnh phúc riêng mình. Mình hạnh phúc thì con nó mới hạnh phúc. Và đôi khi có một cái bờ vai dựa vào đó, có một trụ cột gia đình, đi sớm về hơn cũng có người ở đó cũng rất là tốt. Chứ không phải để mình cứ gọi là nhốt cái trái tim của mình mãi như vậy được đâu. Mình không đến mức phải già lắm đâu nha. Nếu như có anh này ở bên cạnh á thì cũng hiền. Điều anh không có thể nói hết như người Linh mà nói hết những cái tình cảm của anh đến với chị đâu. Hãy nếu mà có điều kiện cho anh một cơ hội thì cũng rất là tốt. Chị biết không, khi mà các con lớn thì cái mối quan tâm của các con đó là gia đình nhỏ của các con. Cho nên chị sẽ rất là cô đơn. Sẽ có nói với là... chị sẽ rất là buồn. Hai bé nó cũng nói mẹ có hôm nay con đã ra đại học rồi, mẹ có đăng ký đi. Mẹ đã dành hết tuổi xuân, thời gian, sức khỏe cho hai chị em rồi. Nên mẹ dành cho mẹ. Mà mình đến đây thì mình cũng mong muốn mà tìm được một cái nửa yêu thương của mình để mà chăm lo cho mình hay là cùng nhau gì đó. Mình thì đúng là cũng chưa có cảm xúc hoặc là mình cũng chưa có chuẩn bị. Cho nên thì anh cũng đừng có buồn. Sau chương trình này mình cũng là bạn hay anh là em nếu có dịp gì đó em cũng về ghé Bến Tre chơi hay đi ngang gì đó. Cứ nợ ca cho tôi. Nha. Được rồi. Hai người sẽ có nhiều cách để chúng ta có thể liên lạc với nhau được. Từ đó hiện ta sẽ thì bán cá thì bán rửa chén, nước lau sàn giặt xả liền lên, rửa tay gia đình, sử dụng một ra chợ bán tre ra cho không bom nếu có người ủng hộ liền lên. Hôm nay ế quá lỗ thì nó tơ tả luôn, lỗ từ. Đây là sản phẩm đến từ nhà tài trợ Đà Lạt Meal, xin được gửi tặng cho em. Đây quà của người con gái Hóc Môn. Tặng cho chàng trai Bến Tre. Mẹ hát bài con gái đến từ Hóc Môn là được rồi. Hát bài con gái đến từ Triều Châu. Triều Châu chi thì trời. Rồi chúc cho hai người sớm sẽ được một người mến ghét của mình nha. Dạ. 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 Anh nồng, một chút chữ huyết tích, cái người họ có với nhau thì tôi rất là tôn trọng cảm xúc của mọi người. Thật ra với tình yêu thì nếu không có cảm xúc thì đừng làm mất lòng nhau, đừng làm tổn thương lẫn nhau. Có gì nói đó, có cảm xúc thì nó cảm xúc, tình yêu người có dối lòng mình không được. Tôi rất là thích điều đó vì tôi có được tin. Thật ra thì chàng trai có cảm xúc với cô gái, cô gái không có cảm xúc chàng trai, nhưng biết đâu em sẽ hiểu cảm xúc thì sao. Chúng ta chưa biết được, bây giờ thì sao? Bây giờ chúng ta đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời nhà gái. Dạ em xin chào anh Quyền Linh,
chị Ngọc Lan và các anh chị có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên là Bảo Ngọc, em năm nay 32 tuổi và em là một dược sĩ. Hiện em đang công tác trong tại một công ty của Mỹ chuyên về nghiên cứu thị trường dược phẩm. Dạ, em đang ở thành, em sinh ra tại thành phố Hồ Chí Minh và em sống tại Bình Thạnh ạ. Dạ, em làm việc tại quận 10, tại nhà Viettel Building ạ. Rồi, chị đang nghe rõ chưa ạ? Dạ, chào quý vị khán giả và anh Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan và bạn cùng chơi bên kia. Em tên là Hà Thảo Trung, năm nay em 39 tuổi. Em hiện tại đang sống làm việc Thủ Đức. Công việc của em hiện tại là giám sát an ninh và thuộc bộ phận hành chính nhân sự. Bây giờ thì cho nhà gái, nhà trai biết ưu điểm của mình đi rồi đó. Dạ, em nghĩ ưu điểm của em đó là em là một người biết lắng nghe và em rất là hòa đồng với mọi người và sẵn sàng chia sẻ. Một trong những khuyết điểm của em lớn có lẽ là bởi vì em khá là nóng tính và em là một người khi mà giận lên thì có thể là phải kìm nè, phải đi chỗ khác để mà giữ bình tĩnh của mình. Một cái khuyết điểm nữa đó là em chỉ là mới là phụ bếp, em chưa nấu ăn được. Em chỉ còn là phụ bếp với mẹ và mẹ chỉ đâu thì em đánh đó. Dạ, chứ em khuyết điểm ưu điểm của em là biết nấu ăn, đi chợ nhưng không biết trả giá. Sạch sẽ, gọn gàng, thích thú cưng, tại em có từng học cao đẳng nông nghiệp, khoa thú y. Còn khuyết điểm của em là thức khuya dậy sớm, hay đi nhanh, nói nhanh, giống như em đi bộ nhanh lắm, đi bộ này, hứng lên nhanh, nhiều khi nói không nói nhanh, hay đi bộ nhanh hả? Dạ, đi bộ, khi em đi nhanh. Đi nhanh như nói vậy. Rồi. Cũng có khuyết điểm là hay cả lẻ, giống như em đi chợ thì em quen thì cô kêu, cô bảo là ủng hộ cô thì mua cho cô này thì mua cho mỗi người 50 ngàn, khỏi mất lắm ạ. Hay cả lẻ đó, không có cả, không có dám trả giá, không thích trả giá. Trả giá thì được, nhưng mà có điều kiện thì mua trả giá, tôi bảo bây giờ là ngàn không sức của ta đó cũng được. Bây giờ là tạm biệt người yêu đi. Rồi, nhà gái sao nè, nhà gái là tình chủ yếu như thế nào nè? Thật ra thì từ hồi em tốt nghiệp đại học và em đi làm suốt tới giờ em vẫn chưa có mảnh tình bắt vai nào hết. Ôi trời ơi, lại là một kem giấy trắng. Luôn, chưa có mảnh tình nào luôn. Dạ vâng. Có người nào luôn hả? Dạ, tại vì... ai chưa? Dạ chưa, em chưa từng thích ai luôn. Em ra trường đi làm thì cái môi trường nó cũng là các anh chơi, của cái là các chị là nhiều và các chị cũng lập gia đình, thành ra rằng là môi trường nó cũng không giúp em có thêm một mảnh tình vát vai nào cả. Nhưng mà rồi em thấy những cặp đôi người ta đi chơi với nhau, người ta chăm sóc cho nhau vậy, em buồn có được cái cảm giác vậy không? Em cũng thích lắm nhưng mà nó không tới với mình thì biết làm sao. Nhưng mà không chưa từng thức ai luôn hả? Dạ, em cảm giác chị con trai không? Tất nhiên là có rồi anh, nhưng mà mình thích người ta thì phải có đá lông nhiêu hay là có nắm tay hay là có biểu hiện gì đó, nhưng mà với em thì bình thường. Em có đá lông nhiêu với hạt chưa? Dạ rụng hết rồi. Đá rụng luôn hả? Dạ. Mà không đá rồi hả? Dạ vâng. Đá kiểu sao đâu, đá là coi chứ thôi. Có đồ chết luôn rồi. Kỹ thuật của nó